Okay. Okay. Hey. Đó. Rồi, yes. Rồi. Okay. Đó. Rồi trở lại coi thử nha. Thưa quý vị, Nguyên Vũ và Đoàn Thanh Tài với lại Quý Bình với siêu mẫu Nam Phong đang xuống dưới Bến Bình Đông. Đây là những cái ghe họ chở hoa, những cái món quà Tết để mà bán cho bà con mùa Tết. Nguyên Vũ tin chắc rằng là đây là cái dịp mà để mà mọi người tới để tham quan. Hoa rất là nhiều, rất là đẹp. Không, 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 vô, vô, vô. Vô đi kìa, tranh thủ cho anh ta. Không ơi, cười không ơi, không cười giống Tyson quá à. Nhẹ nhàng xíu. Ok, thì đây là tài. Ok, rồi chụp mình đi, chụp mình đi. Rồi chứ chụp mình lẹ đi rồi cho tới 5. Đúng rồi. Đi nó lấy tấm rộng. Ok. Ok, dưới nữa nha. Chân giò này bị đánh rồi, còn phải chống rồi. Đi 1, 2, 3 chưa liền rồi. Không cho Tài ơi, ok. Tài đi chơi. Đi Dừng Biên mà phải bay mọi người, mình đi Dừng Biên. Tài. Mình đi đây, mình đi đón Tết đây. Rồi. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi gió chụp 2, 3, 4. Ok. Anh bây giờ anh qua đây anh chụp được bên đó được không anh? Được không? Anh xuống đây nè. Không đi qua bên đó, anh đi xuống dưới đó. Nó chửi là đang bán chụp hoài mà. Anh xuống đây nè. Qua đây. Lên trên tải. Đẹp quá trời. Rồi chúc mừng năm mới luôn. Ok, mẹ đâu. Rồi, lẹ lên, đẩy kẹp vào lẹ lên. Đó luôn. Rồi bán hủ tiếu hết. Bán hủ tiếu hôm nay ra Bến Bình Đông để ngắm hoa và quay qua thì gặp những người dân ở đây rất là dễ thương, rất là dễ mến. Họ bán những món ăn dù là dân dã nhưng mà rất là ngon. Là hủ tiếu nào rồi cơm chiên dương trâu rồi hủ tiếu rồi nước yến là tùm lum hết á, ngon lắm đó. Nước mía hả?